Tất cả mình là Linh đây. Rồi, đã lâu lắm rồi mà mình không trở lại với bộ môn của là mù mắt. Thực ra là... Úi dồi ôi, em nghe âm thanh của xem. Nghe to nhờ. Làm cái thỏ vào đây. Úi dồi. Rồi, hôm nay em sẽ đến với LR4. Một phiên bản được tiến hóa của em nó. Ok, em vào đây. Tôi bay vào thật. Ok. À thôi tạm gọi, nói chung là nôm na anh mình em nhìn thấy gọi là xét giật điện giật tứ lửa đây không thì mình sẽ tạm gọi nó là LR4 xét à LR4 sấm xét, ủi nghe sấm xét nghe cho nó hoài đúng không. Rồi ok, một loại vũ khí snip mà mình nghĩ LR4 ngày xưa thì có vẻ anh em không được để ý lắm, bởi vì nó một là cái sát thương của nó kể cả có tăng sát thương với zombie thì dường như là rất ít anh em chơi, bởi vì nó qua cái mặt bằng mà snip kiểu 3Z Diablo này, xong rồi các thể loại kiểu DSR các thứ thì anh em mình nghĩ là phần mình nghĩ là không có ai chọn cái khẩu này đâu. Nhưng mà cái bản này loại là một cái bản của nó nâng cấp từ em LR4. Ui. Nghe nó thích tay nhá. Đây rồi. Đây cái map này cái thế giới này là cái thế giới chơi snip này. Bắt rồi. Mày a! À! Tôi chết rồi. Tôi báo đâu. Nó đây là mình không phải cận chiến nó mà nó cứ lao vào mình rồi mình ăn. Cái chiến vào mồm đây gọi là thịt răng vào mồm đây, thịt gọi là mỡ răng miệng mèo đấy. Phải nó nghe âm thanh của nó rất là sướng em ạ. Nghe nhá. Nghe nó nổ to cực luôn ấy. 1900 này, gần 2000. Ôi này. Ôi đừng bắn hết đừng. Ôi. Có khi đây là cái trận mà mình nhiều cận chiến nhất từ khi chơi cái map mà làm thế giới này anh em ạ. Ui, phải nói là nó quá đã luôn. Ok, anh em đừng quên cho mình cảm nhận. Nó đẹp, vừa đẹp, vừa bắn, thực sự đoán bắn nó không gọi là mạnh lắm. Nhưng mà mình nghĩ tầm như này thì nó ngang ngửa với AVKM đấy, đừng đùa. Ui dồi, hay phết. Cái khẩu này mình không biết là em ấy có sở hữu ở đâu, nhưng mà mình rất là mong khi mà về Việt Nam thì free cho anh em khẩu này thôi, luyện snip. Tuy nó snap hơi chậm nhưng được cái nó đẹp. Em đẹp em có quyền. Bắn đầu game có K3 thôi nhé. Yếu lắm. Thôi nó như này là tăng sát thương với zombie của em nhé. Thế nó được hơn ca máu rồi chứ, còn không bình thường là bắn được mấy trăm thôi. Mỉ ui. Snap chậm nhỉ, cái này nó rút súng chậm quá. Ui, mình thề mình thích cái kiểu mà điện sát ủ ôi 3k2 máu. Đây có con nữa này. Ui. Mấy thế giới này cho nó tìm nhau khó nhỉ. Mở ở đây. À! Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là thiên đường của Snip thực sự này, đó chính là cái map nhà trẻ. Rồi. Nào qua đây. Cái map này thì mình khuyên anh em cầm Snip thì ok. Nó bị ngạo. Một là anh em leo lên cái cây gỗ khổng lồ đứng trên đấy bắn do nó có lên á. Với cả nó, mình thấy một cái map này chúng nó có một cái số chỗ mà nó leo kiểu gì ấy. Nó như kiểu leo trên một cái ghế anh em ấy. Nó leo một phát tót lên luôn. Mình thấy là cái kiểu anh em lăn cái chuột ấy. Mình biết cái chiêu này nhưng mà mình không làm được. Kiểu biết cách làm thôi. Úi xôi ôi, nghe nó thích. Ô, em đều có bóng ma không? Hai viên. Nghe thích tai đấy. Bây giờ mình cố gắng đến mà anh em nó bắn snip bắn chuẩn ý, bắn chúng phát nào chúng phát đấy, xong rồi nghe cái âm thanh này rồi bắn vào cầu lắm luôn ý, cảm giác như lên từ 3 kill này cũng mạnh nhờ. KS kể phantom các thứ là chơi hết. Chỗ nhìn này, mong em này mà sau đó có S VIP ấy nhờ, nó snap nhanh hơn một tí thôi, sát thương mình nghĩ như này là ổn rồi, rồi nó snap nhanh hơn tí. Thay đạn nhanh. Bố con nào chịu được. Kể cả Diablo luôn. 6 kill đây. Ôi, em đừng quên like và cho mình cảm nhận với em LR4 sấm sét này. Ôi một viên luôn này. Cả dưới. Thích quá chưa em ạ. Giờ này bắn snip lên tay chứ. Ôi. Ui. Con vếu thì phải 3 phát đúng không? 3 phát mới chết được. Một viên vào đầu luôn. Nào anh em thấy hay đừng quên like. Ui cả 9 đây. Ui
Thôi đâu lắm mình thích nhá. Ôi. Ôi. Phải 3 viên đi các bạn. Khiếp trâu kinh rồi, 10 kill luôn. Ui lâu rồi. Đây là mình có khi cầm súng mà súng trường, súng đi săn mà có khi không đủ nổi 10 kill đâu. Ngay cầm snip vớ vẩn. Một viên đít này. Nào mấy cái thỏ đâu vào đây. Ơ. Đang mải bắn. Cái bắt này bắn snip sướng thật. Để trận sau mình leo lên lại cái cây mình bắn nó thích. Phê vãi anh em ạ. Thề nó vừa đẹp. Thực ra là cái hình dáng của nó thì cơ bản nó cũng nó không thay đổi nhiều so với cái phiên bản LR cũ, nhưng mà cái khẩu này nó hơn nhau ở cái âm thanh. Nghe nó phải nó vào tai, kiểu nghe nó thích tai. Xong rồi cái sát thương của nó tất nhiên là được tăng với zombie rồi. Nên là mình nghĩ đây là một khẩu súng rất là ok. Ui, em để góc phải trên màn hình kìa. Có cái dao gì mà tím tím chứ, vãi. Bây giờ bọn Khượng làm ra nhiều súng lắm. Mình cứ như kiểu mèo xuống núi. Đấy, trên này cũng được này. Nên cái map này nhiều chứa anh em đi thẩm du, tìm một chỗ nào khuất khuất đi. Nếu mà đấy, ui. What the fuck. Ui, tôi xong rồi sao lên. Ấy, nó lăn chuột lên đấy, nhưng mà mình không biết lăn của gì mà đưa lên được chứ. Mẹ, nó cay đấy. Ui, lên được đây ngon đấy các bạn. Em mà biết là hướng chỉ mình cái. Nào đây quá ngon luôn. Đầu to. Đây, cái chỗ snip yêu thích của mình. Đó, em cái lên cái cây này mà. Nó leo lên cũng chết mệt rồi. Tất cả khi mà leo lên có mấy thằng kiểu nó chặn chốt chúng nó bắn xuống thì tức là mỗi lần mình chơi do mình leo cái cây này ức chế nhất luôn. Cái em ngon nhở. Mình thấy khổ này mạnh ý nhất. Cái tưởng là nó lòng dòng LR này nó yếu cơ. LR4 là mình tính ra là nó nhiều đấy. Ở Việt Nam nó có nhiều nhá, không phải ít đâu. Như kiểu LR4 con cái màu đỏ đỏ ấy. Màu đỏ nhá, sang màu xanh nhá. Xong rồi LR4 GP nhá. Tính ra là 3 rồi đấy. Đây còn là 4 rồi. Cũng nhiều phết. Các bạn đừng khẩu càng về sau súng càng khỏe. Mà là khẩu này là ngon nhất. Ôi. Mày đâu. Bà con này thích nhỉ. Người nó to mà. Một viên. Cố gắng sơn áp nhanh nhưng mà toàn trượt. Đúng mù mặt. Mày thích thật đấy chứ. Bọn Khượng nó nhiều súng lắm. Nếu anh em nào có súng mà kiểu như là mấy ngày, mấy giờ cũng được. Có thể cho mình mượn review không? Tôi cũng thích phải. Mỗi lần, thì, mỗi ngày mà chỉ cần được chơi một vũ khí như này thôi là có... Nghe đấy là ngày đó chọn các bạn đó bạn rồi. Chạy đâu. Ui, bóng viên nháy luôn cơ, kinh thế. Ok. Úi rồi. Ui, gì nó bay à? Bay như chim. Ui đồng thế. Ui. Rồi xong lại dính quảng cáo em ơi, mày đã nghe nhỉ. Ui đồng lắm anh ạ. Chạy đây. Một lũ luôn. Để rồi. Nhạc lên. Bắn với khiên nó. Ô! Mà xuyên cái háng à? Đâu rồi? Có bóng ma nào đấy? Ôi hết đạn rồi! Đây! Có cái kho đạn ngay đây mà nó nhặt mất rồi! Thôi chết mình rồi kìa mày! Hết thời gian rồi! Ngon! Ui! Thề phê vãi kìa mày! Mình bắn snip thực sự là cái khả năng snip của mình biết kiểu là biết đến đâu mà. Nhưng mà thật sự súng mạnh. Nên là bắn đâm ra kiểu tinh thần nó đi lên thì bắn nó cũng khá khẩm hơn mọi khi. Mọi khi anh em tao phải chuẩn bị cho gió lọ thuốc gió mắt bên cạnh. Nay thì đỡ thôi. Ui, một phát vào chân. Ui. Sao mình cảm giác snap nhanh nó hay, nó tâm nó không chuẩn. Một viên vào đầu. Ấy, mình xích cái con đầu xít kìa, nó chết rồi. Con đầu xít nó to. Chạy đây. Thật kia chạy nhanh thế. Ủa mấy con nó đuổi thằng trên kia. Nhanh. Ui, thằng kia nó rơi mẹ rồi, chết cha mày. Nào. Ôi, một viên. Ôi, thằng nhanh, thằng chạy lên. Mẹ, thấy đạn chậm thế. Ui, một viên này. Cái loại này thì mình nghĩ là một viên không thể chết được do luôn này đấy. Loại mà một viên một mạng ấy thì chỉ có thể là bán Z thôi.
Lâu này thì nó yếu hơn mà. Tức là anh em chỉ kiểu rỉa với cả KS là chính. Ôi đấu xích nha. Đấu xích. Mày bắn xích tạo. Mình vẫn giết ở đó. Nhưng mà mình dịch xích mà. Ôi em nhìn lại nhá. Lâu lâu trời còn lạnh nữa cơ. Nên là mình bắn slip hơi gà ấy. Súng ngon quá. Và cứu. Mà mình bây giờ mình còn quên mất là cái chủ ác của nick này là ai rồi cơ. Kiểu nhiều anh em trong mượn á sao mình quên hết. Kiểu tài khoản nó cứ lưu ở trong máy nên là mình cứ thế bật lên mình chơi ấy. Nên là em nào chủ ác rồi xem được clip này thì lên hệ lại với Linh nhá. Nó lắp. Ui một viên vào đầu một chết luôn kìa. 3k3 máu rồi. Quay lại vào khung phê. Nào thò đầu ra đây. Một viên nhá. Trốn đi đâu. Chết kìa. Nó lên. À, mất rồi. Ok. Mà đi thằng kia. Cái tưởng bị cái hết. Ở đâu rồi? Bé vào đây. Bây giờ một viên vào đầu là chết một con này các bạn. 2k1 máu. Ui. Nó thôn. Cái chết nó đi. Ơ sao thằng team mình nó không bắn đạn nó trên đầu mình này. 9 kill. Ui hết đạn rồi. Đây. Đây rồi. AK VIP luôn. Đây có kho đạn ngay dưới anh em. Nó tưởng mình nhảy xuống thật. Ê nhảy xuống này, nhảy xuống này. Ui. Ui vẻ nó thích thật. Ok cảm ơn anh em đã theo dõi em. Đừng quên like và cho mình cảm nhận về em LR4 này. Phê. Phê 3.